bảo ở nhà nha, mọi người vào chấm cho chia sẻ cho em nhá. Chấm mà chia sẻ cho em ạ, à. Chia sẻ trên tường cũng được, trên nhóm cũng được, chia sẻ ở đâu cũng được nhá. Em xả quần áo nhá mọi người nhá. Em xả mọi người nhá. Chị nào mang size nào biết hỏi em nhá. Chị nào mang size nào biết hỏi em nhá mọi người nhá. Chị nào mang size nào biết hỏi em để em còn xả nhá. Chị nào mang size nào biết hỏi em nhá. Đủ size đủ màu luôn mọi người nhá. Mà sai nào biết hồi em để em còn xả nhá. Sắc bò mọi người chia sẻ với em nhá, trên nhóm cũng được, trên tường cũng được, trên hội cũng được, trên trang cá nhân cũng được nha mọi người nhá. Muốn chia sẻ ở đâu cũng được, miễn là chia sẻ cho em, chia sẻ để mua quần sắc bò với giá 65k hàng lưu nhá, 65k hàng lưu cả nhà nhá, 65k hàng lưu nhá mọi người nhá, 65k hàng lưu mọi người nhá, sắc bò 65k nhá. Chỉ nào mặc sai nào biết hồi em sẽ xả luôn nhá. Hàng new ạ. Sóc bò 65k mọi người nha, sóc bò 65k. Chị nào mặc size nào biết hộ em đi nha, mặc size nào biết hộ em đi ạ. Đen xanh trắng có hết nha, đen xanh trắng có hết ạ. Màu đen, màu xanh, màu trắng có hết nhá. Nó hơn nhà em có cả váy áo phông, áo dấu quần, áo kiểu mọi người nha. Mọi người muốn xem cái gì thì chấm cho em nhá. Mọi người muốn xem cái gì thì chấm cho em nhá. Áo phông nhà em có 100.000 năm cái cũng có nhá, 100.000 năm cái cũng có. Chị nào xỉ và inbox của em nhá. Sóc bò em giảm 65k nhá. Đây. Sóc bò kiểu màu kiểu này nhà em còn size S và size M. 65k hàng new nhá mọi người nhá. Mọi người vào mặc size gì chấm cho em nhá. Em lai tạm đi. Chào cả nhà nhá, mọi người vào chấm như em nhá. Đây không thì em cứ nai tạm đi nhá. Size L là size L. Size L 55 cân nhá. Size L là tầm 53 đến 55 cân, eo tầm 72 đến 75 nhá các chị nhá. Size L đây nhá. Rất nhiều kiểu luôn mọi người nhá. L1 nhá mọi người nhá. Mọi người vào chấm cho em đi ạ. 65k thôi đây, tem của nó đây ạ. L1 nhá mọi người nhá, có 65k một cái quần sóc thôi. Từ size S đến size XL ạ. L1 nhá. Đấy em dơ một số mẫu cho mọi người xem nhá. Khi nào vào chấm trước cho em thì chị đấy được nhá. Bởi vì mô hình có mẫu em chỉ cần một cái thôi. Có mẫu em chỉ cần một cái thôi. L2 này. Mẫu này còn size S. Đấy nhá. Có 65k thôi ạ. Chân váy đi bạn. Chị Lê Giang ơi, chị mặc chân váy size gì ạ? Chị mặc chân váy size gì nên hình tối quá. Chị mặc chân váy size gì biết hộ em nhá. Chân váy size S, size M, size L thì biết hộ em đi nhá. Chân váy 85k cả nhà nhá. Chân váy 85k nhá. Sóc 65k, chân váy 85k. Mọi người mặc chân váy size gì biết hộ em đi nhá. Chân váy size gì biết hộ em đi ạ. Size S, size M, size L biết hộ em nhá. Size S. Ok chị size S ạ. Đây em sẽ like sang chân váy size S. Chân váy 85k cả nhà nhá. Chân váy 85k nhá. Chân váy 85k. F1 nhá. F1 là chỉ eo 60 thôi. Quần sóc 65k nhá. Quần sóc 65k. Quần chân váy là 85k cả nhà nhá. Quần sóc 65k. Chân váy 85k nhá. Hàng new. Hàng yêu nha cả nhà nha. Đây ạ, chân váy em đang cầm là size S nhá. Em đọc luôn là F1. Eo 60 nhá, em đọc luôn eo cho mọi người nhá. Eo 60. Em đọc luôn. Mọi người vừa cái nào thì chốt thì em nhá. Sóc bò có 65k thôi ạ. Quần sóc 65, chân váy 85 ạ. F1 eo 60 nhá các chị nhá. F1 eo 60 đây. Đây nha, cả quần em ở đây nhá, em đo luôn. F1 eo 60, dáng chị ta. Màu này có xanh đậm và xanh nhạt nhá, 85k. F1 em 60. S2 nhá. S2 ạ. S2 eo 65 nhá. S2 là eo 65 ạ. Sóc có 65.000, quần chân váy 85. S2 eo 65 nhá cả nhà nhá, ở đây. S2 eo 65 ạ. Eo 65 nhá, S2 eo 65 cả nhà nhá, S2 eo 65.
Đây. Cái này eo 66 ạ. Đây eo 66 nhá. Chân váy này eo 66 nhá. Em đọc luôn theo eo mọi người nhá. Để ví dụ không may các chị mà ép báo bụng béo bụng hoặc là mới sinh thì để cùng biết nhá. Eo 66 nhá, 85k eo 66. Tôi xác luôn cho bạn xem là đây, eo 66 nhá. Eo 66. Dáng chữ A nhá. Đây dáng chữ A này. Eo 66 dáng chữ A nhá, trên đầu gối. Trên đầu gối nhá. Đây. Eo 66 nhá. Đây ạ, tiếp một cái nào. Tiếp một cái chân váy ạ. Chân váy này đây, chân váy này thì chân váy ngắn ạ. Chân váy ngắn này có quần luôn nhá. Chân váy ngắn này em có quần luôn. 85k chân váy ngắn có quần luôn. Bạn bạn tỏm hay bạn tôm gì kia, bạn mặc size gì bạn biết hộ mình nhá. Sock thì có 65k thôi, chân váy 85. Đây nhá. Cái này là quần quần có có size L nhá, size L, có size L nhưng mà không phải mẫu nào có size L đâu chị nhá. Có size L, chân váy size L có nhá, đây ạ. Quần giả váy nhá. Nó là váy luôn nhưng mà nó là váy ngắn nên là có quần. Mình em đang sơn lớp size S, em sẽ like sang size L. Đây còn một mẫu size S nữa này, còn một mẫu size S nữa. Còn một mẫu size S như thế này nữa nhá. Đây, kiểu có khóa ở bên hông nhá. Khóa ở bên hông. Đây nhá. Chân váy xanh nhạt. Size S nhá, chân váy xanh nhạt của lơ ạ. Đây nhá, mình buộc vào mình, đây là mình buộc cảm thôi nhá. Lơ, buộc một kiểu lơ bên này nhá. Size S nhá. Bạn chốt S nào ghi hộ mình nhá. Size S đấy ạ. Size S nhá. Chân váy size L nhá em có nhá. Đây em sẽ lên chân váy size L. Đây chân váy size L này, em đọc luôn chân váy L1 nha, dáng chữ A nha. Chân váy L1. Đây màu xanh. Chân váy L1 nha. Chân váy L1 ạ. Quần giả váy bao. 85k size S đấy ạ. 85k size S đấy nhá. Nó là váy đấy. Đây nhá, chân váy size L mã 1 nhá. Đây. Bạn đang hỏi cái này đúng không ạ? Cái này đi nhá. 85k nhá mọi người nhá, 85k. 85k nhá, cái này có size S và size L. Mẫu này có size S và size L nhá mọi người nhá. Mẫu này có size S và size L nhá, 85k nhá. Đấy ạ. Có size S và size L. Chị ơi, size L không có màu sáng đâu, chỉ có màu này thôi, không có màu sáng đâu chị nhá. Size L không có màu sáng đâu chị ạ. Đây có cái này eo 68 mà. Có mã này eo 68 thôi. Cái này eo 68 nhá. Không có màu sáng của size L đâu chị nhá, không có màu sáng của size L đâu. Cái này eo 68. Eo 68 nhá, khóa hàng sau lưng. Khóa hàng sau lưng đó chị nhá, eo 68 ạ. Eo 68 mặc vừa vào chân váy này nhá. Đấy, em đọc luôn, chị nào ghi hộ em sáng eo 68 được nhá. Đây, chân váy này ạ, chân váy này eo 72 nhá. Chân váy này eo 72 dáng chữ A nhá. Eo 72 các chị nhá. Kiểu nhiều cúc đây ạ. Đây. Kiểu nhiều cúc có túi to. Chân váy này eo 72. 85k thôi, eo 72 nhá. Eo 72. 85k đây ạ. Đấy nha, chị nào chấm đi em thì em lại tiếp nha, chứ đừng hỏi là ao ra thôi. Chị nào chấm thì em sẽ lại tiếp nha, màu. Có cái co giãn của cái không chị nhá, có cái co giãn của cái không ạ. Có cái co giãn của cái không nha mọi người nha, không phải cái nào cũng co giãn đâu. Đây mẫu này là có co giãn này cả nhà này, mẫu này là mẫu kiểu này là có co giãn nhá, mẫu này có co giãn này, mẫu này có size S và size L, có co giãn ạ, mẫu này có size S và size L, có co giãn nhá.
Còn mấy mẫu cái dáng chữ A là không có giãn đâu nhá, dáng chữ A là không có giãn nhá. Dáng chữ A là không có giãn đâu ạ. Dáng chữ A không có giãn nhá chị nhá. Đây cái này eo 80 cơ, chị nào eo 80 thì đi hộ em nhá. Eo 80. Eo 80 nhá. Eo 80 hoặc là eo tầm 77 mặc vừa 77 thôi thì còn mặc. Eo em đó vụ phải giãn ạ. Chị mặc size L. Thế em tìm xem cái nào không. Người ta kiểu không giãn thôi thì ạ, để em tìm xem. Mỗi kiểu ngắn mới là có hồ mà không giãn là giãn thôi. Đây là em tìm ra nhá. Đây toàn mẫu không giãn thôi. Có mẫu này là giãn thôi chị này, có mỗi mẫu này là giãn này. Size L luôn đây. Còn mẫu này là giãn nhé các chị nhá. Mẫu này là giãn. Đây mẫu này là giãn này. Đây mẫu này là giãn này. Đây. Mẫu này có quần bên trong ngắn. Mặc như kiểu quần ấy. Nó ngắn như quần thôi. Đây có quần bên trong luôn. Đây. Đây mọi người nhá. Mặc như kiểu quần ấy. Nó là váy nhưng mà nó ngắn nên là nó có quần bên trong mặc như quần thôi. Cái mẫu này thì giãn chị nhá. Cái mẫu này nhà em có size S và size L. Đây cái em cầm này size L này. Đấy ạ. Đấy giãn đấy ạ. Đây toàn quần không giãn thôi. Xin chào Nguyễn Minh ạ. Đây toàn quần không giãn thôi. Xem mình chấm tiếp cho em nhá, em sẽ like tiếp nhá. Sắp 65k nhá. Xem bài 85. Chị nào xỉ và inbox nhá, chị nào xỉ và inbox ạ. Chị nào xỉ và inbox nhá. Sắp 65. Xem bài 85. Xỉ inbox. Xỉ như thế đấy, 5 nọ 5 kia cũng được. Có Shopee và ship công điện nhé. Shopee và ship qua bưu điện. Chị nào đang xem chấm cho em để em còn like tiếp nhá. Cảm ơn chị nào đang xem nữa. Thì đấy, xem chấm cho em like tiếp nhá. Nhà em có mẫu quần co giãn và mẫu quần không co giãn nhá. Ví dụ cái màu rêu này là co giãn này. Đấy ạ. Có quần co giãn và có quần không nhá mọi người nhá. Mọi người chấm cho em nhá. Ít view quá là em không like nữa đâu. Ít view quá em sẽ không like nhá.
ít bán này hôm nay nữa nha mọi người nha, sau có 65k thôi. Đây em mặc đây màu rêu này, 65k.